Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện. Cho anh hỏi nha, mình đi rất là nhiều số ở trong chương trình này và em là đi với chương trình này từ đầu rồi. Bản thân em á, em cảm nhận định nghĩa của em về hạnh phúc là như thế nào? Với em hả? Hạnh phúc là được đổi chủ. Hạnh phúc là một bảo vật. Đổi chủ? Thì tại vì em thì anh là gu của em đó. Cho nên là em cảm thấy được làm chung với anh em cảm thấy hạnh phúc. Trời ơi, bé này nó sổ sàng thế trời. Ý em là đổi từ chủ cũ qua chủ anh đúng không? Đúng rồi. Chứ không phải là cứ liên tiếp mình đổi chủ rồi đúng không? Đúng rồi. Không, nhưng mà hy vọng là anh sẽ còn ở đây dài dài. Bây giờ nè, để mà nhắc đến hạnh phúc nha, anh ngày hôm nay đã mời đến đây hai khách mời, mình nhìn vô cái là mình thấy hạnh phúc liền. Hai khách mời này là giống như có một cái năng lượng gọi là tích cực, các em hiểu không? Chỉ cần bước vô và chỉ cần nhìn khuôn mặt thôi là giống như mình vui liền. Đúng vậy. Vâng, xin mời hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Đó, sao em thấy chưa? Em thấy vui không? Vui. Nhìn mặt là thấy vui đúng không? Vui gần chết. Nghe giới thiệu quảng cáo dữ quá ra không dám không vui luôn á mọi người. Bây giờ là chương trình của chúng ta có rất nhiều quý vị khán giả. Bây giờ mình có thể giới thiệu một lần nữa để cho những người chưa biết mình không? Dạ, xin chào quý vị khán giả, em tên là Trang Hí, em tới đây để giúp mọi người giải trí vui tươi. Xin chào quý vị khán giả từ nhỏ tới lớn, mình là Huỳnh Quý. Hôm nay mình đến cùng với Trang Hí, ngoài cái việc giải trí thì còn có thể thưởng thức được những món ăn từ Quán Ăn Hạnh Phúc ngày hôm nay. Mọi người đến chương trình này là mọi người đã biết cái thực đơn của chương trình này chưa? Ủa, dạ, ví dụ như mình là chủ quán thì mình phải giới thiệu thì khách hàng biết. Chưa biết. Đến với Quán Ăn Hạnh Phúc thì quán này không có thực đơn. What? Quán này sẽ phục vụ tùy vào tâm trạng của anh chủ. Đúng vậy. Thôi vậy về đi, chứ bữa nay ăn dở lắm. Em thấy hay mặc quạo lắm, em mặc chủ quán luôn. Cái nhìn vậy thấy xinh lắm. Đỉnh kỳ kỳ. Hay mặc quạo chứ cái ăn bình tĩnh ngon, đổ quá khác. Chủ quán nó làm cho nó, giờ nó vui nhộn cái quán thôi, ăn là phải có cười chứ, hiểu không? Ông bà ta đã nói gì? Muốn ăn phải lăn qua thử thách, muốn ăn phải lăn qua thử thách. Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ông bà em á, ông bà anh không có câu đó nha. Ông bà em hay nói vậy. Ông bà em cho nên ngày hôm nay hai khách mời chúng ta phải thực hiện thử thách. Bây giờ có chấp nhận thử thách của quán ăn hay không? Có muốn bước vô quán ăn hay không? Giờ tới đây hôm nay nó không thì kỳ. Em thấy sao hả Hí? Thì chắc phải tham gia thôi, tại vì đó buồn quá rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng thử thách của chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Và bây giờ chính là thử thách của chúng ta. Cái này á, mọi người nhìn vô là đều biết là thường là người ta sẽ chơi rút gỗ đúng không? Nhưng mà sẽ có một cái khó hơn nữa là ở đây thì mọi người thấy là có rất là nhiều số, thì sẽ tương ứng với lại rất là nhiều câu hỏi. Bây giờ cứ một người rút ra được để lên thì anh chủ sẽ đọc một câu hỏi. Nếu như mà trả lời được thì qua, còn nếu như không trả lời được thì sẽ có hình phạt. Ok. Rồi, bắt đầu. Bây giờ bắt đầu nha, rút đi. Mọi người nhớ cẩn thận nha. Để em rút chứ. Phết. Ủa sao cứng vậy, cứng vậy? Em từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh nè. Câu số 7. Đặt lên. Câu hỏi số 7. Trong tiếng Italian, trong tiếng Ý nha mọi người, tên của món ăn nào có nghĩa là những sợi chỉ mỏng? Rồi quá dễ. Dễ rồi anh, spaghetti phải không? Ủa xác. Ủa gì hết rồi. Ủa. Hỏi thông minh vô trí. Nhiều khi mình nghĩ mấy cái đơn giản thôi anh. Đúng rồi, đơn giản thôi. Bây giờ tới anh hả? Khoan đây nè. Anh quý rút đúng không? Bây giờ em sẽ nói đây nè, chương trình sẽ tăng độ khó của chúng này lên. Nếu như mà làm đổ cái tháp này, hai người lập tức đi về. Hai người lập tức đi về. Đã có sẵn hai khách mời đứng ngoài đợi. Hai khách mời tiếp theo. Xin mời. Mời anh. Khéo léo nha. Khéo nè. Anh khéo nào giờ thì rút. Trời. Trời anh. Thôi. Trời ơi. Để lên anh, để lên. Người ta đã dùng tới cái từ. Trời giỡn hoài. À. Đó. Okay. Câu hỏi số 36. Trong cách chế biến thịt bò, thịt bò chín tới medium well là thịt bò sẽ chín khoảng bao nhiêu phần trăm tổng miếng thịt? Anh phân tích ngữ nghĩa ra. Medium là medium là giữa giữa là là tái tái này nọ. Ờ chín tới. Nhưng mà thông thường ở giữa giữa là sẽ 50. Đúng rồi đó. Nhưng mà chính mà nó tới nữa là nó queo nữa. Queo miếng bò nó sẽ bị queo. Chính tới đó là một cái nữa là tới bến liền đúng không? Đúng rồi. Có 80-90 thôi chứ không phải nào là sau 70 được. 80 hay 90? Chính tới anh nghĩ là 90 đi. Bây giờ 80 hay 90? Thì
80 đi. Rồi chốt 80. 80. Ừ. Sai, sai. 90% tổng miếng thịt là đáp án đúng. Liêu liêu liêu. Mọi người ơi, mọi người bình tĩnh. Anh chốt 80 là đáp án anh không chọn. Không, không nói nhiều. Không nói nhiều. Chứ anh chọn là đáp án 90, anh đã nói ngay từ đầu. Không nói nhiều. Không, anh đã nói ngay từ đầu mà. Bây giờ em sẽ công bố hình phạt của chương trình. Đối với người nam, yêu cầu anh hít đất 10 cái xong sau đó đứng dậy hét lớn lên: "Mọi người hãy follow fanpage của Quang La đi." Nhanh lên. Em lầy lội vậy luôn hả? Mấy cái? 10. Trời ơi, một hồi nó chua mình, đứng cái bên chua mình nha. Đổ mồ hôi chua chua, không ăn vô. 6. Lại. Trời ơi, thấy thương quá đi. 9. Nhìn mà xót xa thầy. Hay quá. Rồi, nhìn thẳng vô camera. Mọi người ơi, lóc mời Phúc Phát La đi. Đứng ra cửa. Đứng ra cửa thì đứng là một quần áo hát. Hãy follow fanpage Facebook của Huỳnh Quý, Trần Hí và Chen Gulu nha. Ok, ok, xin mời Trần Hí. Bây giờ mình sẽ đổi chiều hướng đi ha. Chiến thuật hả? Hình phạt của nữ là ghê hơn nữa đó nha. Trời, rút một cái rẹt. 22 nha mọi người. Câu hỏi số 22 như sau: đây là một vật dụng không thể thiếu trên bàn ăn của người Pháp. Câu này hơi khó, cho em một gợi ý nha. Cho em gợi ý. Nó nằm ở phần hậu, phần hậu của bữa ăn nha. Ví dụ như đầu tiên bữa ăn là gì? Bưng cái dĩa ra, thấy không? Nó xách nĩa để ăn, ăn xong rồi cái phần rồi anh biết cái gì mà làm cái gì? Rồi cái khăn. Khăn gì? Cái khăn mà vũ lên để lên trên cái đùi xong rồi chùi miệng. Đáp án của em là đáp án chính xác. Ôi trời. Ê, vậy tính ăn thông minh quá, em nói đại mà xuống hết. Xin mời Quỳnh Quý. Anh sao anh chậu bé bé gì, trò trò khó như vậy. Đó. Rồi, 23 luôn. Câu hỏi 23: để chế biến món slush mùa hè theo phong cách châu Âu, chúng ta cần phải dùng nguyên liệu gì? Em phải gợi ý chứ, nãy gợi ý bằng nữ thì rồi, mình gợi ý bằng nam chứ. Đây. Cái màu nó giống như cái màu đầm của em vậy nè. Rồi, đúng vậy, ok. Rồi, mayonnaise. Ủa, đúng rồi. Mayonnaise. Đáp án vừa rồi, đáp án không chính xác. Ủa gì cái màu mayonnaise nè. Đáp án đúng rồi, đáp án phumai. Trời ơi, quên. Xin mời anh Quỳnh Quý bước ra phía trước, hết 10 cái. Ok, okay. Xin mời anh. Được ra tới tập thể dục thôi chứ mới ăn uống rồi. Ủa sao cực vậy ta? Hai. Rồi nãy giờ ba, em cũng trả lời đúng mà. Ủa? Sao không có được cái gì ăn kiểu rồi là nhấm nháp trong lúc đó. 7, 8, 9, anh cho đồ ăn. 10. Thấy hơi quéo quéo rồi đó. Hơi quéo quéo rồi đó. Ờ, về trước nha mọi người, anh mệt quá. Ủa mới 10 cái mà anh mệt, người mệt quá, mới có 10 cái mà. Dưới này là anh chưa có ăn cái gì hết. Rồi sao anh định đói để tới đây ăn cái quán ăn hạnh phúc này nào mà thấy rồi, không có thấy bất hạnh quá nè. Mấy em gúp cho đổ đi chứ đói bụng quá rồi á. Đổ đi về. Ê, hai cái kìa Trang. Bình tĩnh. 45 đúng không? 45. Rồi, câu hỏi số 45 như sau: hãy kể tên ba dụng cụ ăn chính thường thấy trên bàn ăn theo phong cách châu Âu. Ôi, dễ ợt à. Em cũng hay đi ăn đồ Âu mà nó phải có dao. Đúng. Muỗng. Đúng. Nè. Đúng, chính xác. Trời ơi. Ủa sao? Sao toàn chúng mấy câu dễ luôn vậy? Trang chơi dễ quá là xin mời anh Quý. Tao hỏi tôi mấy câu chế biến này nọ không à. Trong khi tôi không nấu ăn cái gì hết á. Trời, anh thiệt là hả lợi dụng. Thì em đã tới đó thì chẳng lẽ anh không có lúc phụ tiếp cho em. Rồi, câu hỏi số 35 như sau: hãy kể tên 5 món ăn châu Âu mà bạn biết. Mì spaghetti. 1. Nui đúc lò. 2. Pizza, pizza. Đó, bánh mì pizza. Nướng là kem chocola. Ủa? Là kem ý đó, kem ý đó. Kem ý. Kem ý. Cuối cùng. Nhớ rồi, anh nhớ rồi. Gì? Bistec. Đúng rồi. Wow. Quá. Vậy thì cuối cùng hai khách mời của chúng ta đã vượt qua thử thách của quán ăn hạnh phúc. Thì bây giờ còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy cùng nhau đến với phần chính của ngày hôm nay, đó chính là các món ăn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Quán ăn hạnh phúc. Và bây giờ chính là đại tiệc của chúng ta. Xin mời mọi người. Nhưng mà hôm nay á, là mình sẽ ăn món Âu. Chính vì vậy là theo tai châu Âu á, thì là mình sẽ dọn từng món lên phục vụ cho mọi người theo kiểu fine dining. Món đầu tiên thì sẽ là súp bí đỏ. Đó, nè, chấm kem. Ủa gì? Sao nén này Ấn Độ mà? Mình phải cắm vô bánh mì chứ đúng không? Bánh mì nó giòn. Mà cái súp bí đỏ là nó béo. Ủa, thử đi. Ngon quá. Thử miếng súp à.
Sao Trang thấy sao? Cái gì vậy Trang? Tháng giờ em đói lắm hả? Châu Âu, châu Âu, châu Âu, châu Âu. Ngon, ngon quá. Anh Quý thấy sao? Súp bí đỏ. Anh thì anh cảm nhận độ giòn, rất là giòn của bánh mì. Độ béo béo, ngậy ngậy. Anh hình như có hòa quyện với một chút gì đó sữa trong món súp này thì phải. Về thành phần của món này sẽ có kem. Cái súp bí đỏ này rất là đặc biệt là bởi vì đây là bí đỏ hồ lô sẽ được nướng lên, với lại là nấu chung với lại một cái hỗn hợp gọi là mi pua. Mi pua đó thì hỗn hợp này sẽ có các loại rau củ, cho nên mọi người ăn mọi người sẽ thấy là rất là chất lượng luôn. Ngon ngon. Nếu như mà mọi người đã thưởng thức xong món súp bí đỏ rồi thì anh xin giới thiệu tiếp món tiếp theo, đó chính là món salad mùa hè, là cái món mà nãy mà mình chơi trò chơi đó. Món ăn này nó làm cho anh kích thích được cái gọi là cái thị giác của anh á. Nói chung là rất là màu sắc, cảm giác giống như là mình đang trong một cái thời tiết rất là summer. Summer. Em thì thấy á là cái salad này nó rất là xanh nè, và nó được mùa hè đậm vị như vậy, em cảm thấy rất là ấm áp. Ấm áp. Mời em. Mời em, mời em, em. Mời em ăn ăn cho quý vị khán giả biết, ăn sao cho mùa hè nè. Chết rồi, mùa hè. Em ăn một lần mình phải ăn đầy đủ các nguyên liệu. Đúng vậy. Thì nó mới hòa quyện được. Đúng. Mình ăn một món ăn mà mình phải thấy được cái ý đồ của cái người nấu. Một bầu không khí mùa hè. Cái vị của phô mai á nó khá là ngậy mùi. Cái phô mai này ăn nó béo ngậy ha, nhưng mà nãy ăn chung với mọi thứ á giống như là mình đang đi một cái con đường vậy nè. Tự nhiên cái nó bùng nổ cái vị giác mình lên, cái mình bị giật mình á, chung mà rất là ngon. Lu ơi, đồng thời thì anh cảm nhận được thêm một cái hương vị rất là đặc biệt của cái rau này, không hiểu sao mà khi mà mình ăn vô cái hậu của nó một chút gì đó đắng đắng. Món này á thì sẽ có một cái loại rau gọi là rau rocket. Đây, nhìn giống như là rau tương ô, cho nên là mọi người ăn sẽ thấy đắng, mà yên tâm là rau rất là đạt tiêu chuẩn của Việt Gáp, cho nên là ăn rất là sạch. Chưa kể là sẽ còn có một cái loại dầu giấm vinaigrette, cho nên là mọi người ăn mọi người sẽ thấy là cái vị khá là đầm. Rồi còn nữa, phô mai đây em phải phô mai thường nghe, đây là phô mai Hy Lạp. Wow. Cho nên mọi người ăn mọi người sẽ có một cái vị khá là lạ. Hèn gì có vị thần thoại nó hiện về trong người anh. Cảm giác vậy. Đây, món tiếp theo của mình đây. Đây là món cá chẽm áp chảo dùng chung với đậu hòa lan và măng tây. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn không? Cái này là mình sẽ ăn từng miếng. Em cắt một miếng cá ra. Nói chứ các em sẽ quện một miếng nước sốt lên. Nói chứ người ta sẵn ra xong rồi mình sốt lên, ăn chung với miếng đậu hòa lan. Đó. Quý vị khán giả xem nè, cái miếng cá ở trong nó rất là mềm, nó mọng nước nha, mà cái da nó lại giòn rụm. Hấp dẫn ha. Khi mà ăn á mọi người sẽ cảm nhận được cái điều này. Mọi người thấy là măng tây nè, rồi đậu hòa lan nè, giống như là những cái của thiên nhiên đúng không, của, dạ, của gọi là mộc đúng không. Còn đó còn cá là đâu, dưới biển đúng không. Khi mà mọi người ăn cái này vô là giống như một sự kết hợp giữa là núi rừng và biển cả vậy. Nhưng mà anh vẫn thắc mắc là cái bông hoa này là để trưng hay là để ăn, mình ăn được không nhỉ? Được anh. Cái bông hoa này là hoa gì? Cái này là hoa edible. Trên nguyên tắc á là tất cả những cái món nào mà có ở trên dĩa đều phải ăn được nha, cho nên là kể cả hoa này cũng có thể ăn được luôn chứ không phải là một vật trang trí. Quá. Cho nên là mọi người có thể thử. Đây là một loại hoa mà Lu thấy là đa phần là sẽ được trang trí ở trong những cái món Âu rất là nhiều. Ăn được luôn nha quý vị. Thơm nha. Thơm đó. Nó không có bị đắng ở hậu vị. Thật sự là nãy giờ anh để ý là sau khi món bí đỏ xong tới món cá thì tất cả những món này đều là giàu chất dinh dưỡng. Cá là tốt cho mắt, omega giàu chất đạm, kết hợp với lại cái vị đậu này nó lại tốt cho tim mạch với hệ tiêu hóa của mình nữa. Trang thấy sao Trang? Anh thấy ăn xong mất một cái chân trời nó hiện ra trước mắt. Mọi người thấy trong phim á, những cái người nhà mà phê bình ẩm thực á, nhưng mà mình ăn xong lúc nào người ta cũng nhắm mắt á. Thử rồi. Tại vì á mình thấy là chim bay, cá lặn, mình thấy tiếng suối róc rách bên tai, mình thấy một bức tranh hoa cỏ, thì đó là một món ăn thành công đối với một nhà ẩm thực chuyên nghiệp. Wow, hay tự quá. Nhiên em ăn một món ăn xong em thấy em nghệ ra luôn á, em thấy em mà
em thấy nhận thức của mình được nâng cao. Wow. Sẵn bật mí cho mọi người, đây là một trong những món rất là được lòng khách hàng tại nhà hàng này luôn, best seller luôn. Hèn chi ngon dữ vậy, thấy chưa? Rồi, bây giờ mọi người sẵn sàng ăn món kế tiếp chưa? Còn bụng không? Còn bụng không? Còn chứ, mới có hai món mà. Nãy anh hít đất 20 cái lận, 20 món mới đủ ăn. Món tiếp theo của chúng ta là mì spaghetti carbonara. Cái món này là thường nấu với lại sốt kem béo ngậy cùng với lại thịt ba chỉ không khói. Nữa. Thơm nhưng mà nó không ngán. Vấn đề ở chỗ không ngán không ngậy nha, giống như là cuộc sống của vợ chồng anh vậy. Anh quen vợ anh tới giờ anh vẫn không ngán không ngậy vậy anh, rất là tuyệt vời. Ôi sao bây giờ là chuyển qua món tiếp theo được chưa? Dạ được rồi. Rồi món cuối cùng đây, đây là món bít tết bò Úc. Nhà hàng rất là chiều khách nha mọi người. Ở đây là có lưu là ăn medium thôi, còn lại là mọi người đều ăn well done, mọi người ăn chín. Thì đây, medium well đây. Vừa chín tới. Rồi giờ mời mọi người nha. Rồi mời cả nhà mình. Mình muốn ăn như thế nào là tùy mình mà đúng không? Đúng rồi, ăn sao đúng em thấy thoải mái em ngon nhất là được. Vậy thì mình gặm đi. Em thích gặm mọi thứ lắm. Xác ra cho quý vị khán giả xem ở trong nè. Quý vị khán giả thấy ở bên trong nó vẫn còn đây vẫn còn rất là mỏng nước. Mọi người nhớ ăn chung với lại bánh mì lên men nha. Men chua, bánh mì men chua. Bánh mì men chua. Bánh mì này được làm trong 6 tiếng lận đó. Cho mọi người hãy ăn để cho đầu bếp nhà em được vui. Tại vì đây là bánh mì nhà làm, nhà hàng làm. Mới làm luôn đó. Cái phần nước sốt này nó có điểm gì đặc biệt hơn so với những cái bíp xích ở ngoài bình thường hả bé? Thực ra tiêu xanh thì là một cái loại sốt rất là phổ biến dựa của món steak. Nhưng mà ăn thì sẽ thấy là cái vị tiêu này nó không có bị nồng á. Ăn nhẹ nhàng, không quá mặn nữa. Sao anh? Còn ngon quá trời. Trời em nghe anh nhai hả, là cái tiếng nhai nó thể hiện được cái độ vang của cái miếng thịt ở trong họng anh luôn. Cái tỏi này ở ngoài nó giòn mà ở trong sao nó mềm như là khoai tây vậy đó. Thơm quá ha. Trời, đã quá. Hấp dẫn quá. Đâu để Trang nè, để Trang nè. Đó. Dữ à. Bản thân anh thấy thì cái thịt bò này là nó vừa chín tới mà nó không có bị dai nha. Mà cắn vô rất là mềm, tan mềm trong miệng. Mà nó ngọt đó anh. Mà nó cái phần nước sốt này nó lại kích thích thêm, làm đậm thêm cái phần thịt. Nó làm cho cái phần thịt bò rất là ngọt. Nhưng mà cái phần thịt này rất là mỏng nước mọi người. Rất là đã. Đúng. Nó crispy. Không có bị khô. Giống như là cắn vô cái miếng thịt xong mình húp cái nước á. Mình hút cái nước trong miếng thịt đó. Lưu để ý là mọi ba bạn ngồi đây thì là thường là sẽ thích ăn cái gì đó chín tới luôn đúng không? Lưu thì Lưu sẽ thích ăn cái gì đó sẽ còn sống một tí. Tại vì là sẽ cảm được cái vị ngọt của thịt ở bên hậu vị á. Ăn sẽ thích hơn. Thì Phát Lan ngày hôm nay rất là vui khi mà đón chào
hai người bạn rất là lâu rồi chưa gặp. À, đến với chương trình thì cảm nhận là thấy là rất là hiếm khi có cơ hội được ngồi ăn chung với mọi người. À, không biết là Trang Hí thấy sao ha? Khi em đến đây thì em cảm thấy là đầm ấm cho em những bữa ăn ngon lành như thế này. Mà nó còn là những miếng ăn rất là chất lượng và nhiều và ngon và được điều chế một cách rất là tỉ mỉ. Có tâm huyết của những người đầu bếp, có sự đầu tư. Cũng rất là cảm ơn chương trình Quán Hạnh Phúc đã cho Huỳnh Quý cũng như là Trang Hí có cơ hội được thưởng thức những món ăn đầu tiên là tốt cho sức khỏe nha. Đó, vào chất dinh dưỡng ha, mình được nạp năng lượng nhiều hơn cho mình. Bữa nay được ngồi ăn chung vậy cũng là một kỷ niệm vui với mọi người, với Phát Lai, với Trang Hí và Trang Lulu. Rất là tuyệt vời. Thôi bây giờ vui quá rồi. Bây giờ vui quá rồi, mình qua mình chụp tấm hình làm kỷ niệm đi. Rồi bây giờ mình chụp tấm hình chung nha. Vô. Vô nè anh Quý. 3, 2, 1. Kiểu thích ghê. Rồi mời ký lên. Em ký bên này à, anh ký bên kia ha. Rồi. Dạ. Rồi. Rồi mời anh Quý. Rồi. Wow. Là đến phần đặc biệt nhất của chương trình. Tính tiền hay gì? Không phải. Đó chính là chúng tôi quyết định là sẽ tặng hai thực khách ngày hôm nay thêm một bữa ăn. Hai voucher. Trời. Chính là hai bữa ăn dành cho một cặp đôi. Wow. Mỗi phiếu là một cặp đôi. À. Wow, là bốn người. Đó. Quá trời. Anh có thể dẫn vợ đi ăn rồi. Hay quá, tâm lý thiệt, đang ăn mấy món này rất là thèm luôn á mà không biết làm cách nào để dẫn vợ tới thưởng thức được. Bây giờ có cái phiếu này quá là tuyệt vời. Hay quá đúng không? Ôi, sướng nhất nhất anh nhất anh. Em cảm giác sao? Em cảm thấy chương trình cảm ơn không chương trình thể rồi. Nào chu đáo hơn được, vừa sắp xếp những bữa ăn vừa ngon vừa đẹp mắt, lại còn có thêm quà tặng mang về. Chương trình thật là tuyệt vời. Cảm ơn chương trình ngày hôm nay. Hay. Nói chung là cảm giác bữa nay của hai đứa em là rất là hạnh phúc, bởi vì đây là chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Hay. Ngày hôm nay Phát La rất là cảm ơn hai thực khách đã đến với chương trình. Phát La cũng xin được nhắc lại khung giờ phát sóng của chúng ta, đó chính là vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Rất cảm ơn nhà hàng Bò Nướng Muối ngày hôm nay đã tài trợ một bữa ăn rất là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.